Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với clip thứ ba của tuần này ạ. Clip này thì em lên giao đồ nghề, giao chiếc cành và giao hàng thủ công đá mài. Tuần này là ngày 30 tháng 12 ạ. Lúc nãy em quay gần hết rồi, gần một nửa rồi mà có điện thoại nó cắt ngang luôn. Rồi, giờ đau lòng. Trong video em sẽ tát một cây cho anh chị xem. Em mài một cây trong video ạ. Cái giấy nó hơi khó cắt. Giấy lá giấy báo anh chị là nó hơi khó cắt hơn. Tất cả các loại thì em đều mài bén sẵn hết anh chị. Này đi kéo. E83 500. Lưỡi là 12,3, nặng 960 g. Tên hãng dập chìm cái rìu. Khá là dày và đầm tay ạ. E84 450. Nặng 500 g. Cái dòng những dòng này là tầm 2-3 lớp, nó không phải nguyên khối nha anh chị. Phải không? Để em xem phải đường hàm mép hay đường phục trưởng. Tầm 2-3 lớp ạ. Dày lưỡi 21, rộng 4,3, dày 0,5. Tên hãng dập chìm, cán gỗ. E85 550. Nặng 523 g. Tinh hãng dập chìm. Dài lưỡi 17, rộng 5 cm, dày 0,7 cm. Cán gỗ. E86 500. Tinh hãng dập chìm. Nặng 500 g. Dài lưỡi 17, rộng 5, dày 0,7 cm. Cán gỗ. E87 400. Dài 13, nặng 600 g. Dài lưỡi 13 cm. E88 600 g. 600.000, 300 g. Tên hãng dập chìm. Dài lưỡi 18,5, rộng 3,5, dày 0,8 cm. Cái này nó có nhiều lớp nha chị, 3-4 lớp, 4-5 lớp. E89 200. Cây của cây này của Pimin. Có cưa, có dao và kéo. Đồ vặn ốc. Cái vặn cái này em có đồ khui nữa. Cái này em có tầm khoảng 10 cây á anh chị. Còn khoảng 10 cây. Cái cưa nó nè, cũng rất là bén. Kéo và dao. Bộ này bỏ đi bỏ túi rồi đi rừng đi du lịch rồi cũng tiện, có đầy đủ. Nhiều hồi cần tới nó. Họ xin xe rồi. Kéo vẫn cắt được nha anh chị. Có cái là bàn, mà cái là bàn em không chắc là nó đúng hay không nha. Kéo có cả là bàn. Cái này là thương hiệu thời trang thứ ba, xếp thứ ba của Nhật Bản, Pimin Pin. Cái ốp này là ốp nhựa anh chị. Dòng này là thép không rỉ hết nha. E90 E90 là 200.000 ạ. E90 200. Cây dao cạo râu. Thép rất là bén rồi ạ. Cạo râu thì thép rất bén. Special Tokyo.
dài lưỡi 7,4, rộng 2 xăng. Eo 91, 300. Cây dao này em còn chắc cũng khoảng 10 cây của Japan Squirrel Hunter. Nó có vài vết xước nhẹ nha anh chị. Những dòng này á, mỗi cây nó có mỗi vết nè. Cái này có vết nứt ở đây. Mỗi cây có cây nó vết nứt ở đây, có cây vết nứt ở đây. Một cái chốt nó sẽ dễ bị nứt tại vì cái này là nhựa. 300 cái này á, thép không rỉ. Cái này là chốt an toàn nha anh chị. Gỡ xuống là nó không xuống. Mình phải bấm cái này nè, bấm mạnh xuống thì nó mới xuống. Chốt an toàn. E92 300 Razor Pen. Cây này thì nó cũng có cái vết. Cái này nó bị có vết chỗ này anh chị, hay lỗ chỗ này. Tên hãng dập chìm. E93 120. Cây chiếc cành dài lưỡi 4,9, rộng 2,2. E94 tên hãng dập chìm. 180. Cái này cán gỗ khác. Dài lưỡi của nó là 7,5, rộng cũng 2,2, 2,3. E95 150, tên hãng dập chìm. Chiếc cành dài lưỡi 5, rộng 2,3 xăng. E96 300. Dòng này là thép có rỉ ạ, của Densan. Densan. Thép có rỉ gập xuống được nha anh chị. Những hàng mà hàng bãi anh chị lâu không sử dụng cho nên cái phần này nó hơi xếp nè, nó xếp nè. Anh chị về sử dụng á, là nó sẽ dễ mở lại nha. Dài lưỡi 6,8, rộng 1,9 xăng. In Japan. Cán gỗ có chỗ móc nữa. Cây 97 250 cũng vậy á. Cái hãng dập chìm cán gỗ. Dài lưỡi 7, rộng 2,1 xăng. Dòng này là thép carbon. E98 400 cán gỗ. Chỗ này có nó hơi vết ố một xíu. Tên hãng đây. Tên hãng nó hơi mờ anh chị, mờ lắm, không có đọc được. Gì của Mamakatsu. Kiểu đó. Trên răng. E99 da ba lớp, dòng này là mài lên thép da xanh ạ, hoàn thiện Nasiji. Cán gỗ dài lưỡi 16,6, rộng 4,2 xăng. Cán gỗ khâu nhựa 500. Còn tem ạ, tem vàng. E100 308 ba lớp, loại thép carbon, ớt không rỉ, tên hãng dập chìm, tên hãng của Kikuichi. Dài lưỡi 17,9, rộng 4 xăng. Cán gỗ. E101 1.350.000. Cây này của Arisugui ạ. Arisugui, tên hãng dập chìm. Cây này thuộc dòng giống như sashimi, bản lớn hơn xíu. Một mặt cho tay phải, dài lưỡi 26, rộng 4,5 xăng. Nó có vài đốm nhỏ, vài đốm, nhiều đốm. Cán gỗ đẹp ạ. E102 600. E102 600. Tên hãng dập chìm. Dài lưỡi 24,7, rộng 4,6 xăng. Cán gỗ
2103 Kesugimoto này, hàng cổ, hàng lâu đời, nó có vài chấm rổ nha anh chị. 900 cán gỗ, dài lưỡi 23,7, rộng 4,2 cm. Tên hãng dập chìm. Những cây này là nó hơi rổ nha anh chị, nó rổ. E104 Masamoto. Masamoto High Stainless Kitchen Knife. Cây này giống như sashimi, kiểu sashimi một mặt cho tay phải. Dòng này thép giống như không rỉ anh chị ạ. Masamoto đa số là thép có rỉ. Stainless High Stainless không rỉ, thép không rỉ. Dài lưỡi 23,7, rộng 3,3 cm. Cán gỗ, cái cán này là em thay chốt nha anh chị. Chốt, thay cái chốt, tại chốt nó hư. E105 500 da một lớp carbon, tên hãng dập chìm. Dài lưỡi 21,5, rộng 4,4 cm. Của Manmos. Cán gỗ, cái chốt người ta nhỏ nhắn, chốt mình chà bá. E108 E106 700, chốt này em cũng thay nè. Chốt nó hư. Misono 700. Misono bông hoa. Cán gỗ. Ê không, cái chốt này của Misono luôn. À, có nó bằng size của em nè. Dài lưỡi là 20, rộng 3,9 cm. Chốt này của Misono nha anh chị. Rin nó hơi hở, em có đổ keo á. E107 700 Keikiya dập chìm. Dài lưỡi 18,2, rộng 4,6 cm. Tên hãng dập chìm hai mặt luôn. Và bóng gương. Cán gỗ. E108 500 tên hãng dập chìm. Dao sashimi hai lớp thép carbon, đẹp ở cán gỗ khâu nhựa. Dài lưỡi 19,8, rộng 2,6, dày 0,3 cm. Sashimi tay phải. Tay phải nha anh chị, tay trái rất là hiếm. E109 1.200.000. Dao đẹp 3 hai lớp thép carbon, tên hãng dập chìm. Nặng 300 g, cán gỗ khâu nhựa, khâu sừng. Cán ở đây có vết xíu, vết chém xíu. Dài lưỡi 18,9, rộng 4,9 cm. Dài 0,8 cm. Đẹp ba lớn. E111 600 cây cai đẹp ba của cai hai lớp thép carbon, cán gỗ khâu sừng. Dài lưỡi 15, rộng 4,8, dày 0,8 cm. E111 E110 900 Sugimoto, cán gỗ khâu sừng. Sugi. Ủa nè, phải Sugimoto không ta, cái chữ nè. Dài lưỡi 15,3, rộng 4,7, dày 0,55. Này, để xem. Sao nó thiếu nét nha. E112 450 450, cái này hơi lỏng xíu, em đổ keo vô ha. 450, nặng 220, đề 3 hai lớp thép carbon,
tên hãng dập chìm, dài lưỡi 16,5, rộng 4,5, dày 0,75 cm, cán gỗ, khâu kim loại. M113 500, tên hãng dập chìm. Này có vết 3 lớp thép carbon. Dài lưỡi 16,2, rộng 3,4 cm, cán gỗ, khâu nhựa. M114 700, da 3 lớp carbon, tên hãng dập chìm, cán gỗ, khâu sừng. Sừng chỗ đây bị gặm một miếng. Dài lưỡi 15,5, rộng 5,2 cm, Nakiri, hàng thủ công, bản lớn, 3 lớp. M115 250, dao carbon, 1 lớp thép carbon, tên hãng dập chìm, cán gỗ, khâu nhựa. Hôm nay á, em có đá, em về lại cái đá mà cay á anh chị. 600, dài của nó 8, rộng 6, dày 3 cm. Cái này là của cay nè anh chị. Chỗ chữ này có chữ cay nha, họ phá đi rồi, mài đi là hết à. Anh chị vào trang của cay thì anh chị sẽ xem những chữ này là y của cay luôn, không khác. Mặt này là mặt 1000, mặt này là mặt 400. Anh chị có thể mài là từ 400 lên 1000 là đủ bén rồi. Nếu anh chị muốn ngọt hơn á, thì lên 3000, 5000. Còn mài gia đình á, thì 1000 là cũng đủ bén rồi anh chị ạ. 600.000 cái này, hai mặt. Có vài sức vài miếng nha anh chị. Hàng là hàng thanh lý của hãng cho nên nó sẽ có sức mẻ vài miếng nhỏ ở trên đây. Không vấn đề, không ảnh hưởng gì hết. Đấy. Em cũng không có dọn, không có cà lại. Na 2, cái mã này là mã Na 2 xẹp 1, đá Naniva, hàng này cũng 220 và 1000. Đá này thì đá mới, dài là 18,5, rộng 6,5, dài 3. Cái này 550 một cái, của Naniva, công ty Nhật sản xuất tại Long An. Còn mới về là đá Superstone, đá dòng Superstone Spencer, đá Spencer Stone chứ không phải là Superstone, của trademark phân phối ạ, Made in Japan. Loại này là độ mịn là 400 470 ạ. Đường kính dài của nó là 21, rộng là 7, dày là 1 cm. Em bóc cho anh chị xem luôn nhé. Này thì chỉ là cái vỏ ngoài thôi. Này do Naniva phân phối. Đây là Specially Stone. Còn cái đá Super Stone thì nó khác. Super Stone thì nó mắc hơn. Loại này thì dày 1 ly nha anh chị, 470. Đâu mất tiêu rồi, 470. Cái này dày 1 ly, độ mịn 400. Cái này hàng về, em không biết nó mới về nó tặng hay là nó tặng lâu dài không, nhưng mà nó tặng cho mỗi đơn, mỗi hộp, mỗi viên là mỗi cái hộp này. Chỉ viên riêng cái hàng này là hộp, có hộp nha anh chị. Mua không có bán, em đặt mua là cũng không có bán thế này. Mình có thể mua một cái viên đá phá bỏ đây, hoặc là cái gì để vệ sinh đá mình bỏ đây. Đấy, đóng lại, quá là tiện lợi luôn, quá là sạch. Ở dưới đây có chỗ thoát nước. Hàng mới về nha anh chị. Mới về có viên 1000. Nhưng mà khách tới mua thì khách thích mua luôn rồi. Cho nên trong video này em chưa đặt được kịp, đang về chắc là mai tới. Cho nên video này em giới thiệu là có mẫu viên này 3000, còn viên mà 1000 FP 1000 á là giá 570. Dài là 21, rộng 7, dày 1 cm.
còn FB 3.000 là 750, FB 5.000 là 870, cũng thông số đó luôn anh chị ạ. Loại FB này thì khách mua cái loại 1.000 về phản hồi thì rất là tốt, này ok. Đây, thông tin trên này, Western in Japan, này là từ Nhật nhập về luôn, còn của đá Naniwa là công ty Nhật sản xuất tại Long An. Viên này là 1.000, này của Tây Mát phân phối. Tây Mát là nhà phân phối khá lớn ở bên Nhật. Tây Mát, đây cái viên. Bên này cũng Superstone nè, sợ ở ngoài nó là Special ta. Special là nhỏ ha. Này cũng là Superstone. Quen. Hai hộp hai khác nhau vậy. Chờ em một chút xíu. Thời gian em tìm tại sao cái này nó không có chữ Super Special Stone. Này để em hỏi lại bên kia, hỏi lại công ty thôi. Loại này là Super, loại này là của Superstone. Mình dùng gia đình loại nó có size 1,5 xăng thì nó mắc hơn cũng nhiều á, mà size 1 xăng á dùng gia đình là ok rồi anh chị, tại vì mình xài á xài lâu hết lắm, không biết bao giờ hết đâu, nhưng mà sợ là sợ bể thôi chứ không có sợ hết nha. Cái này mấy cái này là rất là bể chứ không có sợ mòn hết, cho nên anh chị xài cái loại 1 ly này á tiết kiệm hơn. Cái loại 3.000 này là em bán giá Super 750 nha, còn 5.000 là 870 ạ. Sau này em xin kết thúc video ạ. Cảm ơn chị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.